Rồi thôi mình vô lại nhá, vừa rồi nó hơi trục trặc kỹ thuật một chiếu. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Cô là cô Tú đây. Và chúng mình lại gặp nhau lại trên kênh Anh với PMP. Và tiếp tục hôm nay cô sẽ làm sao nhỉ? Cô thứ như đã hứa, hôm trước thì cô đã dạy cho các bạn đến tận bao nhiêu chủ đề rồi ta? 7-8 chủ đề lận rồi, 7-8 chủ đề rồi. Cho nên hôm nay là cô sẽ làm cho các bạn làm một bài tập tổng hợp. Bạn nào đang xem ấy thì mình comment là I'm ready ha. I'm ready hoặc là I'm here. I'm ready. I am ready. Để cô biết nha. Vậy các bạn xem là kỹ thuật như này đã chưa? Nó có quá tối không? Đang chỉnh cho nó sáng mà nó chưa sáng được đây. Sao? Nhìn được chưa? Nghe được chưa? Nghe rõ chưa? Hôm nay thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ ba. Xem chưa? I'm here. Xin chào Đỗ Sang. Mày chuẩn bị lấy iPhone X đúng không? Là khi không nên lấy siêu xe à? Sang không nên lấy siêu xe hả Sang? Rồi các bạn khác thì sao, nhờ mới được có 8 người à? Trời, cô lại xem một tác mới đưa lớp cô đã. Đó. Hôm nay là mình sẽ làm bài tập tổng hợp nha. Bài tập tổng hợp nha mọi người nha. Mọi người nhớ lên Anh với PMP nha. Đâu rồi? Vô chưa? Nguyễn Vi đâu rồi? Anh Vi đâu rồi? Trời ơi, lúc nãy cô vào xong rồi bị ao mất, buồn quá à. Sao lấy cái video bị bắt đấy? Ok chưa nhở? Nhưng mà cô tắt mấy bạn, tại tao không chờ em đi lấy hả? Sao kỳ vậy? Đấy, để cô tắt mấy đứa kia vô nha. Đâu hết rồi, mấy bạn hay học đâu rồi ta? Đông đông tinh thần cho nó lên chứ. Mà có 16 người à, mấy đứa tác bạn vô đi. Mấy tác mấy đứa. Đúng rồi, tác Nguyễn Đình Đình Trung vô. Chính xác, tác vô. Rồi. Đúng rồi, tác vô. Ui. Lộ bàn tay có nốt ruồi. Tác vô. Rồi, sao này càng tác lại càng những người này không được. Nhiều xíu rồi bắt đầu chứ nha. Chưa cô đang cố tình để đó. Xin chào được chưa vô chưa. Được chưa? Cô Thảo Mai á, má ơi mày đến này. Má ơi mày đến đây cô Thảo Mai. Trời ơi, kìa thôi được vô nha, thôi vô được rồi đấy. Trời buồn quá, mới có một bạn mới giận cô xong, cô mới nói cô Thảo Mai xong cô buồn quá. Vô chưa? Trời ơi, Hồ Công Quỳnh kìa. Trời đất comment thế nhé. Nhưng mà tôi khoái. Ok, thôi vào nha. Vô nha, hôm nay mình làm bài tập tổng hợp của tất cả những cái chủ đề mà mình đã học. Rồi, Vi đã quay lại rồi. Bây giờ mình làm bài tập tổng hợp của tất cả những chủ đề mà mình đã học nha. Và có cả những câu từ vựng nữa. Cho nên bây giờ mình vào mình làm. Các bạn làm thì cho cô số vào nha. Một nha. Ví dụ câu 1 thì như nào đó. Trời ơi, Vi dễ thương quá, dễ cưng quá. Tuyền, xin chào em. Rồi, vô đi, làm bài đi. Cho đáp án này nào. Mà nhớ nhá, mình xem là mình phải tương tác xong. Nên có 20 mấy người này chờ ta. Rồi,
Rồi, câu 1 nào. Câu 1 đã có một ứng cử viên là 1B. Những bạn khác thì sao? Những bạn khác thì sao nhỉ? Rồi, bây giờ mình vô ha. Rồi các bạn nhớ này, bây giờ mình nhìn thấy là nó giống nhau rồi đúng không? Nên mình không có dịch nghĩa nữa. Mình chắc chắn là về ngữ pháp rồi. Bây giờ ngữ pháp gì này? Thấy các đuôi khác nhau. À, ngữ pháp về loại từ rồi, đúng không? Thế bây giờ mình vào nha. Rồi, mình vào này. Ờ, xin chào em. Bây giờ mình thấy chỗ trống every time find it thì mình nhớ cho cô cái cụm mà các bạn đã học rồi, find hoặc là dim something someone, tính từ được chưa, là thấy ai đó như thế nào đó, cảm thấy về ai đó như thế nào đó, thì mình chỗ này mình đang phải điền tính từ. Khi mình điền tính từ có những bước sau đây, có những bước sau đây. Thứ nhất là đuôi đúng không, đuôi for all able equipers phải không, nhớ không? Tiếp theo là lấy cái đáp án cái đuôi ly ấy, bỏ ly đi. Và cái thứ ba là ed hoặc là ing. Thế bây giờ thứ nhất là không có đuôi vậy. Bây giờ thấy cái đuôi ly không? Bỏ ly đi thì ra câu nào nhỉ? Ra câu B đúng không? Dễ quá. Câu B đúng không? Find something, sao lại vấp in? Câu B nha. Sao lại find something vấp in? Không có quýnh. Tính từ chứ? Xin chào Nhân Võ Nguyễn Phước B. Ok rồi, bây giờ tiếp nha. Rồi, câu 3, câu 2 nào. Bây giờ vô câu 2 nào. Câu 2 bắt đầu là về đại them, there, they, theirs. Rồi, làm coi. Ngữ pháp luôn nha. Ngữ pháp luôn nha các bác. Rồi, vô nào. Câu 2 đáp án là gì đây? Cho câu 2, đáp án câu 2 nào. The two division. Thì mình học luôn. Division này này, nó có nhiều nghĩa. Ví dụ division cũng có thể nghĩa là gì nhỉ? Điều khoản. Nó bằng với the term ấy. Hoặc là nó cũng có nghĩa là department, là phòng ban nữa. À, chào em. Oh, chào chị Hiền Hoàng. Rồi, chào em. 2B hả? Rồi, bây giờ mình vào nha. Chỗ này rắn phát rồi, nhìn lên chỗ trống này đằng sau plan vẫn đang là danh từ, vẫn chưa ngừng đúng không? Nhìn thấy to mới ngừng ở đây, to ngừng ở đây. Nhìn ngược lên, have unveiled này, nguyên chỗ này là gì? Là vấp đúng không? Sau vấp là tân ngữ không? Tân ngữ là cụm danh từ mình đang có now ở đằng cuối cùng của cụm danh từ rồi. Đằng trước chỉ có thể điền những từ gì nhỉ? Tính từ sở hữu này hoặc là mạo từ thôi. Thì trong này chỉ có một câu B là thỏa mãn rồi. Câu A sẽ là đại từ nhân xưng làm tân ngữ. Đại từ nhân xưng làm tân ngữ. Câu B là tính từ sở hữu. Câu C là đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ. Còn câu D là đại từ sở hữu. Được chưa? Rồi, chính xác. Tốt lắm, các bạn làm tốt lắm. Rồi, tiếp nha, câu 3 đi. Ôi trời ơi, đẩy kỳ quá. Câu 3. Chào em, chào các bạn. Chào mọi người. Rồi cô ơi, cả hôm nay cô hơi đau miệng chứ, cho nên cô nói nó sẽ hơi kỳ kỳ với các bạn sẽ nghe giống kiểu như cô bị ngọng gì đó, hơi đau miệng ạ. Xin chào Nguyễn Thành Đình Trung, Nhân Võ, cô 3C, Nguyễn Thị Khánh Phương đã tham gia. Xin chào cô Phương. Rồi câu 3 các bạn nhìn vào giống nhau rồi đúng không? Thấy cute, tức là nó khác nhau về cái dạng thôi, thì mình không dịch nghĩa nữa. Mình nhìn vào chỗ trống xem là mình áp dụng được ngữ pháp gì không. Thì chỗ này outside ATM thì nó vẫn chưa biết đúng không? Over the last decade, the last 3 weeks thì chưa biết. Thì đằng trước, may quá xuất hiện anh gì đây? Anh spend, đúng không? Thì cái spend này này, một á, các bạn có thể chia là spend time on. Có on cũng được, không có on cũng được. Thì mình nhớ là cộng với vấp in nha. Giọng nha. Đúng rồi, giọng cô nó hơi bị kỳ kỳ á. Tại vì cô đang bị đau miệng, cô nói nó không được ấy lắm á, như là đang ngậm cái gì á. Các bạn thấy thông cảm nha. Rồi, spend cộng với vấp in không? Spend, vấp in nha. Thấy từ spend, chia vấp in cho cô đằng sau. Spend hours queuing là sắp hàng. Sắp hàng là chữ S đúng không? Sắp hàng. Đấy, vậy thì như mọi người ở Cyprus thì cái bà này đã dành hàng giờ sắp hàng ở ngoài cây ATM trong vòng 3 tuần vừa qua. Ha, spend cộng với vấp in nha. Rồi, chính xác, các bạn làm rất là tốt luôn. Rồi, vô luôn, câu 4 nào. Ôi, sao tôi cứ đẩy đi đâu ấy nhỉ? Rồi, câu 4 đi. Chúc mà hôm nay cô nói hơi kỳ, các bạn thông cảm nha. 4 dễ hẹc à? 4 siêu dễ luôn. Đúng rồi, rất nhiều người đã làm đúng rồi. À, vẫn có người làm sai nha. Vẫn có người làm sai ấy. Rồi, bây giờ vô này. Bây giờ câu 4 đúng không? Các bạn thấy đây, themselves. Rồi. Thế mình nhìn vào đây. By, nhớ nhỉ? Thấy từ by ấy, các bạn thử thấy từ by ấy cộng với đuôi self cho cô nha. By thì bằng đục by cộng self thì bằng với on, tính từ sở hữu cộng với own nha. Rất dễ thôi, còn đêm sao có by rồi. Workers là những người công nhân hoặc những người
lao động đó, thì được khuyên là không có hoạt động những cái máy cụ thể tự một mình hoạt động, tức là không có tự mình hoạt động cái máy nào hết, được chưa? Operate là hoạt động, rồi chính xác, giỏi lắm. Tiếp, rồi tiếp nha, đợi xíu để dở vở. Câu 5 đi. Câu 5, xin chào Minh Ngọc Trần, xin chào các bạn. Các bạn các bạn biết bạn nào mà đang cần học thuyết thì các bạn vui nha, làm nha. Các bạn nhớ là mình xem là các bạn mình phải tương tác, comment tương tác thì tớ mới thấy comment của các cậu được. Rồi, 61 người, 64 rồi, tốt lắm, tiếp đi. Rồi, câu 5. Câu 5 đi. Câu 5 là cái nào đây? Câu 5 nào? Được chưa? Rồi, vào nha. Bây giờ câu 5 là bắt đầu là thấy khác nhau rồi, bắt đầu mình phải dịch nghĩa rồi đúng không? Inspired up có nghĩa là gì nhỉ? Mặc dù inspired up bằng với từ despite. Sau inspired up, inspired cộng với cái gì ta? Cộng với noun phrase hoặc là verb ing. Còn otherwise là mặt khác đúng không? Mặt khác hoặc nếu không. Only if là chỉ khi. Còn if only là giá như. Các bạn nhớ ghi vào nha. Even though bằng với từ though, bằng với on though, có nghĩa là mặc dù. Mặc dù. Thế bạn này, ở the movie producer, nhà sản xuất bộ phim, would considering doing, consider cộng verb ing này, consider là xem xét làm thêm một cái bộ phim khác, chấm chấm, the last one là cái bộ phim gần đây nhất nha. Làm sao là một cái thảm họa, thì đằng trước là làm thêm một bộ, mà đằng trước là cái bộ trước là thảm họa, thì đương nhiên là phải trái nghĩa nhau rồi đúng không? Là sao? Mặc dù các bạn chọn rất là đúng câu 5D, đúng không? Nhớ luôn nha, câu 5D nha. Câu này em không biết đâu. Các bạn chia sẻ dùm câu đi. Rồi ok, vô đi, vô tiếp đi. Thấy cô Phương kêu gọi không? Vô tiếp nha. Tiếp câu 6. Câu 6 nào. Mặc dù hôm nay là nói giọng hơi kỳ kỳ nhưng không sao hết đúng không? Nói giọng như bị thừa lưỡi vậy đó. Tại cô đang bị đau. Ok, vô chưa? Câu 6 nào, câu 6 nào. Câu 6 đi. Câu 6 câu nào đây? Xin chào mọi người làm đi. Sao chưa thấy? Ok, Trương Tấn sang câu 6B. Các bạn khác thì sao hả? Các bạn khác, câu 6 các bạn chọn câu nào? Rồi, tốt lắm rồi, tiếp vào nha. Bây giờ này, các bạn thấy giống nhau rồi, chỉ khác đuôi thôi, mình không có dịch nghĩa nữa, đúng không? Mình vào mình thấy cái gì đây? Giới từ. Sau giới từ là verb ing hoặc là noun phrase. Bây giờ cô chỉ các bạn rồi, lúc nào chọn verb ing, lúc nào chọn noun phrase cũng chỉ rồi nhá. Nếu đây là giới từ này, đây là chỗ trống này, đằng sau có noun thì cái chỗ trống này mình điền verb. Còn đây giới từ, chỗ này á, đằng sau không có gì hết, không phải là noun thì mình phải điền noun vào đây. Thế bây giờ mình nhìn thấy global service có phải noun không? Chính xác là noun rồi. Thì chỗ này mình phải điền cho cô verb ing nhá, là câu 7B chứ không phải câu 7C nha các bạn nhá. Được chưa? Sau giới từ có hai trường hợp là một là verb ing, hai là noun phrase. Khi nào chọn verb ing, khi nào chọn noun phrase cô ghi ra đây chỗ này. Đằng sau mà có noun rồi thì không chọn noun nữa mà chọn phải chọn verb ing. Còn đằng sau mà không có gì hết, tức là ví dụ giới từ hay gì đó thì các bạn phải chọn noun vào trong cái chỗ trống này. Được chưa? Rồi 74 người đang xem rất là tốt, các bạn nhớ comment nhá. BD hả? Rồi, vậy cô dịch một xíu nha. Trong cái buổi đó, trong cái phần đó thì những cái người diễn giả sẽ thảo luận cái quá trình làm sao quá trình hình thành một cái dịch vụ toàn cầu bởi việc là mở cửa cho những cái mở cửa cho những cơ hội phát triển kinh tế. Rồi câu 7 đi. Câu 7 nào, câu 7 nào. Câu 7 nào. Đúng rồi. Các bạn đang xem, các bạn nhớ comment tương tác mình làm bài nhá. Khi mà mình làm bài thì mình cảm thấy vui, mình mới có cảm thấy hứng thú để mình làm tiếp. Để mình tăng điểm của mình ha các bạn nha. Rồi, hôm nay là bài tổng hợp cho tất cả những cái chủ đề mà mình đã học. Mình làm cho nó quen, hôm sau cô sẽ cho các bạn tiếp tục làm bài tổng hợp để mình luyện ha. Rồi, câu 7 đi, câu 7 nào. Câu 7 đây các bạn ơi. Câu 7 nào. On đâu the assistant manager, mặc dù là cái gì đây? Là quản lý, trợ lý quản lý. Làm sao? Will be transferred next week. Transfer là chuyển đi vào tuần tới, đúng không? The personal office. The personal office nó cũng bằng với HR, tức là human resources. Human resources, phòng nhân sự. Phòng nhân sự thì vẫn chưa tìm thấy một sự thay thế. Replacement, cho ai? Cho ai nhở? Bây giờ mình vào nha. For đằng sau for này thì đương nhiên chỗ này phải điền tân ngữ rồi. Mình không thể nào điền chủ ngữ là câu B được, đúng không?
đúng không các bạn, đúng không? Rồi bây giờ tiếp tục, herself. Herself thì làm sao, có điền được không? Không, tại vì nó sao, nó nhấn mạnh vào à tự mình ai đó làm gì, thì câu C không thể làm chọn. Còn câu D với câu A đúng không, câu A là đại từ nhân xưng làm tân ngữ, còn câu D là đại từ sở hữu. Vậy thì người ta tìm một cái sự thay thế cho cô ta hay là cho của cô ta? Đương nhiên là phải cho cô ta rồi. Đứa nào chọn B? Trời ơi, sao chọn B được vậy? For her chứ. Các bạn tại sao lại for she? Làm sao lại for she ở đây được? Ha? 7A đúng rồi. Các bạn có ai có câu 7B không ạ? Ok rồi, chính xác. Phước toàn câu đúng rồi. Chính xác nha. Chúc mừng các bạn đã thành công. Mời câu 8 nào. Câu 8 đi. Rồi. Tại cô quên không kéo comment xuống. Các cô tưởng mấy đứa chọn câu 7B. Các cô choáng luôn. Rồi. Câu 8 nha. Câu 8. Last week performance was judged to be a major gì đó. Cái buổi diễn tuần vừa rồi thì được coi, được xem xét như là cái gì đó chính. Mặc dù even though it received no local media coverage. No local media, media này là phương tiện truyền thông công cộng hoặc địa phương, đúng không? Coverage là không được ấy. Đứa nào chọn B trời ơi. Câu 8. Rồi bây giờ cô chỉ các bạn cách làm câu 8 mà mặc dù mình không biết cái nào là đang, không biết cái nào là gốc, mình vẫn làm được nha. Bây giờ ví dụ câu này này. Chỗ này giống nhau rồi, không xét nghĩa nữa, nhìn lên chỗ này đúng không? Even đâu nó bắt đầu một mệnh đề rồi, không thèm xét. Nhìn ngược lên thấy mình xét đến chỗ ờ thôi, cô đã chỉ rồi. Thì chỗ này mình thiếu cụm danh từ, cuối cùng là mình đọc now. Thế bây giờ now nhá, thì các bạn nhớ này. Now có cách xác định như sau. Đây là mẹo của cô Tú thôi, là các bạn lấy cái đuôi, cái tính từ mà có đuôi phổ ồ ấy, bố equivert gì đó. Các bạn bỏ đuôi đi, nó sẽ ra cái danh từ. Ví dụ trong này các bạn không biết cái nào hết, thì các bạn sẽ lấy cái đuôi successful này này, các bạn bỏ đuôi phù đi, nó sẽ ra câu A. Chưa, tại vì successful này sẽ không có đâu nhá. Nó lừa thôi, nó lừa động tác giả như là mấy anh công an đứng ở bên cạnh đường thôi. Nó động tác giả thôi nha các bác, các bạn đừng để bị lừa ha. Rồi, nó động tác giả kinh lắm. Ví dụ mình successfulness, trời ơi thấy doneness kìa ngon quá, quất luôn doneness thôi, khỏi đứt cước, chết luôn. Nhớ nha, nhớ check lại cái này. Một là mình học thuộc, hai là mình có thể check lại bằng cách của cô là à, cô thường thường cô lấy những cái tư tính từ ấy, tính từ mà nó có đuôi for all able equipers, cô bỏ đi cái đuôi thì cô sẽ ra nào. Còn nếu mà cô muốn tìm động từ thì cô sẽ lấy cái động từ có ed hoặc ing, cô bỏ ed ra là xong. Được chưa? Rồi câu 9. Câu 9 đây. Hôm nay mình có khá nhiều câu phải giải quyết với nhau nên mình làm nhanh hơn nha. Câu 9 nào. Câu 9 nào, câu 9 nào. Ơ sao chả thấy ai nói gì đấy. Câu 9A, Phước Toàn chọn câu A. Đứa nào 22 vậy? Hả? Ai 22 vậy? Ha ha, cái gì? Hả? Rồi, bây giờ coi nha. Câu 9. Câu 9, thấy giống nhau từ đăng về ngữ pháp rồi đúng không? Mình nhìn vào đây. Sằng suitably, having trouble. Ở nhưng mà thôi, vẫn chưa biết là gì. Nhưng may quá, anh thấy cái gì đây? Anh thấy trouble. Thì các bạn nhớ cho cô là trouble này. Hoặc là difficulty này. Difficulty. Hình như viết sai rồi. À đúng rồi đó. Rồi, no point này. No use này. Thì đằng sau các bạn cộng với verb in cho cô nhá. Mình chọn luôn câu A cho cô là câu recruiting. Recruiting, được chưa? Câu D, cô tin em đi hả? Tin chứ, xem nào. Tin nữa. Hả? Hầm la. Chết rồi. Không được rồi, không phải đâu, không phải câu D đâu. Không phải câu D đâu. Câu A nha. Trouble cộng với verb in cho cô nha. Trouble cộng với verb in cho cô nha. Được chưa? Trouble, difficulty, no point, no use cộng với verb in luôn. Được chưa? No use cộng với verb in nha. Không phải câu D đâu, không phải use to, không phải to đâu, được chưa? Là đại dịch này, rất nhiều cái cơ sở kinh doanh báo cáo rằng họ đang có vấn đề làm sao tuyển những cái nhân viên mà có chất lượng, được chưa? Nhớ là câu 9A nha các bác. Đúng rồi, B gì nữa, bổ sung thêm B gì nữa. Đúng rồi, cảm ơn bạn Thụy Vi nhắc cô mới nhớ. Ở B gì nữa nha, được chưa? Thank you. No point cộng in nữa hay sao hả? À, nhưng mà cái đấy nó về một cái trường hợp khác rồi Toàn ơi. Còn ví dụ như nếu mà nó in hay on gì đó thì nó sẽ cho các đáp án là giới từ. Còn đây là mình đang nói về động từ. Cô không muốn là nói quá nhiều để các bạn bị dối hả? Đúng rồi, chính xác. Bây giờ nhá, 84 người, 85 người đang xem comment. Là em đang xem đi. Trời ơi, ai đang xem comment, em đang xem đi cho tớ biết các bạn đang xem nào nhá. Rồi, câu 10 đi, câu 10 đi nào. Câu 10 nào, ui sorry. Lạch, xin lỗi kỹ thuật. Câu 10 đi. Câu 10 nào. Đang xem thì comment cho tôi biết là các bạn đang xem nha. Hả? Rồi. Em đang nghe cô nói ghê vậy. À ok ghê Toàn. Phải. Em quên nay cô like luôn. Trời ơi đau lòng có con. Trời ơi đau lòng có con. Không quên nha. Hôm sau tớ sẽ nhắc. Hôm sau tớ sẽ nhắc cậu. Để cho các cậu không bao giờ quên được. Câu 10 đi. Rồi, câu 10 him his he himself. Rồi, câu này hay đấy, làm đi. Câu 10A theo lý trí hả? Rồi, lý trí để xem lý trí có đúng không nha, nhân võ.
10A luôn, mấy đứa chọn 10A luôn. Rồi, tiếp đi câu này hay á. Em vừa ăn vừa xem hả? Vừa ăn vừa xem nhớ làm bài là được à? Làm gì cũng được nhưng mà phải làm bài là được à? 10A leo lý trí để xem cô xem lý trí của mấy đứa có đúng không nha. Rồi, ok vô này. Bây giờ ha, vào would be gì đó. Bây giờ cô dịch nghĩa trước hoặc là cô xem trước. Bây giờ would be có chọn được himself không? Không được đúng không? Không được rồi. Thế nhưng mà he được không? Không được luôn. Bây giờ chỉ còn A hoặc B thôi đúng không? A hoặc B thôi. Thế bây giờ A là đại từ nhân xưng làm tân ngữ. Nhưng mà B các bạn nhớ nha, thằng B này này, nó vừa là tính từ sở hữu, vừa là đại từ sở hữu nha các bác. Tại vì sao nó viết giống nhau đấy, từ his này, đại từ sở hữu cũng viết là his luôn. Nhớ nha, tính từ sở hữu phải có nào đằng sau, nhưng đại từ sở hữu nó có thể đứng một mình như một cái nào, được chưa? Không cần nào đằng sau. Thế bây giờ vào này, Mr. Denison would assure by the CEO, ông này được chắc chắn bởi vậy ông CEO rằng cái vị trí phó chủ tịch, vị trí phó chủ tịch, phó chủ tịch sẽ là ông ta hay là sẽ là của ông ta nhỉ? Vị trí phó chủ tịch sẽ là của ông ta đúng không? Rồi 94 người, 96 người rồi vô. Câu này hay này. Câu nào của ông ta phải chọn câu nào? Câu B nha. Would be his chứ không phải là would be him. Chính xác. Con số đã lên trên 100. Vui quá, tôi vui quá. Ai đang xem comment cho cô vui cái coi. Trời ơi, vui quá nè, thấy chưa? Đúng không? Would be làm sao bây giờ vị trí này phải là của anh ta chứ không thể nào mà cụ là anh ta được, đúng không? Vậy là câu B, các bạn nhớ những câu này nha. Có hai từ phải để ý như sau, là từ it và từ his. Nó vừa là tính từ sở hữu, vừa là đại từ sở hữu. Thấy không? Hay nhỉ, sai cả đám luôn. Thấy chưa? Chính xác luôn, của ông ta. Đúng rồi. Tiếp nha. Tiếp nha. Ơ sao lại xuống rồi? Ok. Lại lên 100 rồi. Các bác thả tim, không cần thả tim mà chỉ cần comment làm bài là được rồi, ok nhá. Thấy chưa? Những cái câu đơn giản như thế mà mình sai, mình phải cực kỳ đặc biệt cẩn thận cho cô là câu it với cả từ hits là không bao giờ được sai nha. Rồi câu 11 đi. Câu 11 nào. Lý trí em sai rồi à? Nhớ xem rau nghe con tim nhá. Đã xem à? Không, đang xem chứ sao đã xem. Yeah, lên được 112 người rồi. Khoái quá. 15 luôn các bác ơi. Vô đi. Thế rồi. Cô Thảo Mai, tào lao, cái đứa kia. Cái đứa Vi kia, ngày mai lên học đàng hoàng nha. 121 rồi, vô nào. Bây giờ mình xem này. I remember, trời ơi chọn câu A kìa. Một đứa chọn câu D. Nhân võ chọn câu D. B, ui câu này đủ bộ sưu tập ABCD luôn rồi. Rồi, bây giờ vô U, ABCD luôn kìa. Bây giờ cô nhá, cô ghi ra nhá. Remember có hai trường hợp đúng không? Ai đang xem comment cho cô nha, 127 luôn rồi. Ai comment đang xem nha, cho vui nào, cho vui nhà vui cửa nào. Remember cộng với hai trường hợp cộng là to cộng vấp không, và một trường hợp nữa là cộng vấp in. To cộng vấp không thì nhớ sẽ làm gì, tức là nhớ để làm gì đó, nhớ sẽ hoặc để làm gì, ví dụ nhớ là đi đâu đó chưa xảy ra. Còn vấp in thì đã xảy ra rồi. Thế bây giờ mình phải xác định xem nó xảy ra hay chưa xảy ra. Thế tôi nhớ cái gì đó bởi một luật sư, nguyên một cái câu hỏi đằng sau. Thế bây giờ mình nhớ mà nhớ được một cái câu hỏi thì đương nhiên là cái phải hỏi rồi mình nhớ được câu hỏi chứ. Nếu mà chưa hỏi thì làm sao mà nhớ được câu hỏi đúng không? 130 người đang xem comment nha. Rồi, vậy thì đương nhiên phải loại cho cô câu mà có chu đã. Bây giờ còn câu B và câu D. Câu B là chủ động, câu B là chủ động. Câu D là bị động, câu D là bị động. Các bạn thấy B cộng vấp 3 ED chưa? Đúng không? Thế bây giờ các bạn nhìn thấy từ gì đây? Từ bài không muốn tân ngữ, các bạn chọn cho cô câu bị động chưa là câu D chưa? Chính xác chưa? Rồi đó, đúng không? Đúng rồi, cãi máu quá. Cho nên đẩy một phát lên luôn. Thế là nó bị hơi lệch tí, xin lỗi các bạn. Xin lỗi. Thấy vui mà, nhiều người xem thấy vui hơn. 136 người rồi, yeah. Rồi tiếp tục. Vậy thì tôi nhớ là tôi đã bị hỏi bởi một người luật sư là nếu bạn đang ở trên một cái hòn đảo khô thì bạn sẽ chọn sống với bố hay sống với mẹ. Thôi chết rồi, hỏi câu này thì bán nhà đúng không? Rồi thôi, câu 12 đi. Câu 12 hôm nay có nhiều câu hay lắm nha. Và từ nãy giờ các bạn sai mấy câu hay rồi đó. Ví dụ cái câu hit kia là phải để ý cho cô nhá. Rồi bây giờ vào làm câu tiếp theo là câu 12 nào. Qua phải một xíu. Ok, qua phải một xíu. Em chọn B hả? Thôi phải một xíu. À, nó bị lệch ở trên máy tính rồi. Các bạn đang xem máy tính đúng không? Nếu mà xem trên điện thoại nó không bị lệch lắm đâu. Câu 12 nào. Chung là dạo này iPhone nó lỗi quá. 133 rồi, yeah. Rồi, 42 luôn. Lên 4 rồi. Comment nghe. 12 giá chắc, giá chốt không? Chốt giá chưa? 12 đúng không? Bây giờ vô này. Bây giờ nhá, 4 động từ khác nhau, 4 dạng động từ khác nhau, lập tức kiểm tra có thì chưa? Kiểm tra bằng cách nào? Các bạn nhìn xem cho cô chủ ngữ ở đây.
chủ ngữ ở đây xem là có thì, có cái động từ nào chia đằng sau chưa? Will not realize, có thì rồi đúng không? Có thì rồi thì không chia thì nữa, không chia thì nữa, mà chọn cho cô một là verb ing, hai là verb by ed. Nếu có tân ngữ thì chọn verb ing, à còn verb by ed thì không có tân ngữ, được chưa? 148 rồi, cố lên, 550 rồi này, 50 rồi. Yo, thế bây giờ chỉ có câu B, câu C đúng không? Thế bây giờ your program có phải là now không? Phải không? Now không? Có tân ngữ này, chọn câu nào? Chọn câu C thôi. Đúng rồi, thế lên 160 luôn đi mấy bác. Ha ha, chữ xấu quá cô ơi, trời ơi, chết tôi rồi. Rồi bây giờ vô nhà nhắc lại này. Khi thấy bốn đáp án là động từ, lập tức kiểm tra xem có thì hay chưa. Nếu có thì rồi thì không chia thì. Lên một con số 6 rồi, 160 rồi. Rồi cô khoái không mà. Rồi chỉ chọn verb ing hoặc verb by ed thôi. Thế bây giờ có tân ngữ hoặc là verb nội thì các bạn sẽ chọn verb ing, còn verb by ed không có tân ngữ nha. Rồi khoái chứ. Rồi tiếp câu 13. Câu 13 đi. Câu 13 cần nói lại không? Nói lại xíu thôi nhá. Nếu mà có bốn đáp án là động từ rồi thì các bạn xem là có thì chưa. Nếu có thì chia thì. À có thì rồi thì chỉ chọn là verb ing hoặc verb by ed. Rồi có tân ngữ thì chọn verb ing, còn không có tân ngữ chọn verb by ed. Trên này này là nếu mà cô viết ra nó sẽ là I think my many people who watch. Đó thì mình viết ra thành là watching, được chưa? Ê sao giảm rồi. Câu 13. Câu 13 nào. Câu 13 đi. Câu 13 các bạn ơi. Nói chung là nếu mà sẽ livestream mà nhiều người xem cái thấy khoái. Ok, vào câu 13. Các bạn ơi, rồi bây giờ nhá, mình vào thấy giống nhau rồi mình không có dịch nghĩa nữa, chắc chắn là đừng dịch nghĩa phí công. Bây giờ mình vào này, chỗ này chu rồi, mình không có dịch, không đến đây là mình ngừng rồi. Thì nhìn ngược lên mình thấy ở không? Thế tức là đây đang cụm danh từ thì chỗ này thiếu danh từ không? Thiếu danh từ thì mình tìm danh từ để mình chọn. Bây giờ các bạn không biết cái nào là danh từ đúng không? Cô loại cho các bạn xem này. Chỗ này nha. Đúng rồi, các bạn làm rất nhiều, bạn đang làm đúng rồi, Nguyễn Phúc đang làm đúng hết rồi đó. Rồi, if, đuôi if không phải là danh từ rồi, loại đúng không? Còn ed cũng không phải danh từ rồi, loại luôn. Thế bây giờ ed mà trừ ed thì nó sẽ ra vấp không đúng không? Là ra câu A chứ, loại. Bây giờ chỉ còn câu B rồi. Các bạn loại y như cô nha. Các bạn thấy này, tính từ là đuôi if các bạn bỏ đi. Không phải, ed cũng không phải luôn. Thì lấy ed bỏ ed nó sẽ ra câu A là vấp không. Thế loại luôn, chỉ còn câu B thôi. Đúng không? Mình loại trong trường hợp là những lúc mà mình không có biết từ vựng thì làm sao? Đúng không? Rồi tiếp nha. Rồi các chế đã vô lại chưa? Rồi nha, câu 4. Câu 4, câu 14 nào, câu 14 nào. Rồi, đã lên lại con số 160. Hi hi. Khoái quá. Rồi, câu 14. Câu 14 đi. A sao sai? Sai bởi vì A là vấp không em ơi. Rồi, câu 14. Ơi, ăn cơm hả? Vừa ăn vừa coi đi. Vừa ăn vừa coi đi. Rồi, bây giờ vô nha. Chỗ này là giống nhau rồi, chắc chắn là gì đây? Về động từ rồi, thấy leave, leaving, left, will left là đang về động từ rồi. Bây giờ lập tức kiểm tra xem chia thì hay chưa. Chia thì hay chưa? Thì các bạn nhớ nha, các bạn nhìn thấy từ that không? Từ that sau that là một mệnh đề cho cô, tức là đằng sau phải chia thì. Thì đây, ngay liền đằng sau thằng that này là một cái nào? Sau một chỗ trống, tức là mình đang phải chia thì, đúng không? Nếu mà mình chia thì mình sẽ dựa vào những yếu tố sau đây. Thứ nhất là chủ ngữ, số ít hay là số nhiều. Rồi tiếp theo là yếu tố về thời gian. Thứ ba là bị động hoặc chủ động. Cô làm cho các bạn xem nha. The Federal Reserve Board là số ít hay số nhiều nhỉ? Số ít tại vì không thể S, thì bên loại câu A đã. Tại vì đằng trước này, cô nhắc lại S với V đúng không? Đằng trước mà có SES thì đằng sau để nguyên. Còn đằng trước mà không có gì thì đằng sau phải thêm SES nhá. Rồi, chỗ này không có gì thì đằng sau phải thêm SES, bỏ câu A đi. Rồi, không có ai mà chia living kể không, phải có be, đúng không? Chính xác chưa? Rồi bây giờ còn left hoặc là will left. Chuyển sang thứ hai về thời gian. Thời gian không thấy thằng nào cả, bị động chủ động cũng không thấy luôn. Tại vì cả hai cái này đều bị động chủ động rồi. Bây giờ còn cách cuối cùng, bước đường cùng là dịch nghĩa. Xin chào Khánh. Khánh, em tên Khánh hả? Ok, thì các bạn nhìn thấy từ predict không? Predict là dự đoán. Thì đương nhiên là dự đoán cái gì, cái việc đấy đã xảy ra chưa? Chưa đúng không? Cho nên mình phải chọn gì nhỉ? Chọn gì nhỉ? Thì tương lai, đúng không? Lên 175 rồi. Yeah, trời ơi, cảm giác như là đã tác vô địch vậy đó. Trời ơi, như là Việt Nam vô địch rồi đó má. Vui quá bà con ơi. Câu 7, câu 15. Câu 15, lên 108 luôn các bạn ơi. Ô, lên 108 luôn kìa. Câu 15, khoái quá. Câu 15, rồi. Câu 15. Các bạn ơi, rồi bây giờ nhá. Tiếp này, câu 15 thấy is, was, to be. Cô hoa mắt luôn này. Rồi, cô mắc cười quá. Cô thấy cô trẻ trâu thật đó. Cô trẻ trâu quá, mấy đứa.
Rồi, bây giờ nha, bốn câu này là động từ rồi đúng không? Thì bắt đầu mình xem là có thì chưa? Mình xem có thì chưa? Tôi vừa học gì vậy hả? Ok, như này, has already been có phải là thì không? Có thì rồi. Có thì rồi thì sao? Không chia thì nữa, đúng không? Không chia thì nữa. Rồi, có thì rồi thì không chia thì nữa. Không chia thì mình loại đi. Câu A chia thì, đúng không? Câu C, B chia thì, câu D chia thì, câu C không phải chia thì, chọn luôn. Chính xác rồi, cô tin em mà. Yeah, lên con số 182. Yeah, 87 rồi, 90 luôn đi. Cô mắc cười quá, cô trẻ trâu quá. Cô phải bình tĩnh lại mới được. Rồi, the document to be copied thì có nghĩa là nếu mà dịch ra ngữ pháp này rất là khó thì các bạn phải hiểu cặn kẽ, không cần. Các bạn chỉ cần nhớ cho cô này, nếu mà có thì rồi thì mình không chia thì nữa, mình loại những câu đang chia lên 190 là 200 nào. Yeah. Ok. Mấy đứa cũng đang coi view đó, mắc cười quá. Cô cũng khoái mà. Ha ha ha. Rồi, được chưa? Thế những cái document mà để được copy ấy, tức là nó suppose là được copy thì nó đã được đem tới cái văn phòng bởi bà Miss này rồi, được chưa? Rồi lên 200 cho vui các luôn đi các bác ơi. Như là pháp vô địch vậy đó. Rồi câu 16, mắc cười quá. Cô trẻ trâu quá. Cô phải bớt lại. Ok. Công thần ạ, cô tin em mà, lúc nào cô cũng tin em hết ạ. Ok, câu 16 nào. Câu 16. Rồi, câu 16 nha, câu 16. Consider. Để em gọi bé lên xem. Ok, good job. Trời ơi. Rồi, lúc nãy 190 rồi. Sang ơi, lúc nãy 190 rồi. Trời cha, chết rồi. Tôi vừa nói nó lên, cái nó xuống rồi. Lên 200, chúng anh phân tích à? Ok. Rồi, chính xác. Rồi, chết rồi, điện thoại hết pin. Bắt rồi, điện thoại hết pin. Rồi, ok, vào nha. Vào nha. Cô Hải à, trời ơi, cô sinh ra đem lại niềm vui cho mọi người mà. Bây giờ này, câu 16. Hay đúng không? Rồi, câu 16. Bớt nó lại xuống, bớt lại nó xuống á. Bớt lại nó xuống. Ok, thôi kệ nó xuống cũng được. Một phút huy hoàng còn hơn. Cái gì đã quên rồi, bỏ đi. Rồi, tiếp này. Này, các bạn thấy cái gì? Chỗ này là mình phải chia đúng không? Mình phải chia từ, chia thì đúng không? Tại vì này, that này, mệnh đề này, chủ ngữ này đúng không? Vỗ trống là phải chia thì. Tuy nhiên ấy, các bạn nhớ là dấu hiệu là gì nhỉ? As có that, các bạn chia cho cô vấp không? Mà as không có that, các bạn chia cho cô to vấp nha. Các bạn nha, được không? As có that thì các bạn chia vấp không? Còn as không that, các bạn chia to vấp. Trời ơi, sao tôi không quan tâm cô? À, cậu, nhầm, xin lỗi. Lại la cô. Thôi thỉnh thoảng cho cô vui tí thôi. Mà mấy đứa bảo cô crazy. Kỳ quá à. Rồi, câu 17 đi. Chết rồi, từ cô chỉnh lại tại vì điện thoại hết pin. Điện thoại hết pin bác ạ. Được chưa? Câu 17 nào. Câu 17. Ui tôi chết rồi. Điện thoại chắc kỳ quá à. Được chưa? Xin lỗi nha. Số người đã đi, số người đã rời bỏ tôi, đừng rời bỏ tôi. Đúng rồi, một phút huy hoàng cái gì đó. Ồ, rồi chợt tắt. Còn hơn, lẽ nói cái gì đã quên rồi, suốt 100 năm gì đó. Hồi xưa học, trời ơi, học sinh giỏi văn đó mấy bác. Học sinh giỏi văn đó, mà bây giờ cái câu đấy không nhớ gì hết luôn. Rồi, cháu không xem hát, đừng, ở lại đi. Ok, rồi thôi. Bớt lại, bắt đầu nguyên tốc lại này. Rồi, câu 17 này. Câu 17, các bạn thấy were to be, being, will be, đúng không? Were to be, will be, be. Rồi, bây giờ mình vào. Chắc chắn là khác dạng khác nhau của động từ rồi. Đầu tiên luôn luôn phải gì? Kiểm tra xem có thì chưa. Có thì chưa các bạn? Các bạn nhìn thấy chỗ trống không? Available to, kệ nó nha. Nhưng nhìn lên trước thấy free parking. Bây giờ mình thấy free parking ở đây là cụm danh từ rồi, mà đằng sau lại chỗ trống thì chắc chắn là phải chia thì đúng không? Chia thì đầu tiên mình xem cái thằng này là số ít hay số nhiều. Số ít hay số nhiều, không có S mà đúng không? Mình loại câu A chưa tại vì số nhiều. Câu B làm gì có thì nào, chia to be để nguyên đúng không? Loại chưa? Câu B, à câu C, being. Các bạn nhớ being thì nó cũng là vấp ing thôi, cho nên nó phải có be cộng với vấp ing. Loại chưa? Vậy còn câu D thôi. Học đến mấy giờ vậy ạ? Học đến chắc đến 9 giờ đấy em. Đến khoảng cỡ 9 giờ kém một xíu thôi. Tại vì cô nói nhiều quá cô cũng không còn sức. Ngày mai mình lại tiếp tục mà. Nhá, học TOEIC, đúng rồi, chính xác. Rồi, các bạn hiểu không? Các bạn hiểu câu này không?
Tại vì cái điện thoại của cô nó cứ bị rung 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 rung, cái cô hơi bị phân tâm tí. Rồi, tiếp tục nha. Rồi. Câu 7 này, câu 17 nói lại nha, chỗ này phải chia thì free parking của mình là số ít tại vì không thấy chữ S hay ES. Câu A loại bởi vì nó nhiều. Câu B không có thì nào chia thu vấp không như vậy. Câu C be in cũng là vấp in thôi, cũng phải có thêm là be nữa, được chưa? Còn câu D will be là thích hợp, được chưa? Rồi. Câu đi chấm câu chết cha rồi. Câu đi mà chấm câu C. Đúng rồi, xin lỗi. Xin lỗi đồng bào. 180 à? Tại vì bị la quá, à. bị đồng bào đả đảo quá cho nên không dám vui nữa. Không dám vui nữa. Không dám cười he he nữa. Câu 18 này. Câu 18 này. Rồi, các bạn vào đây đúng không? Đúng thật luôn, cái câu D chấm câu C rồi. Giáo viên thì kỳ cục ha. Rồi, bây giờ câu 18. Đứng đầu đúng không? Lúc nào đứng đầu mà lại còn có bi đằng sau nữa, chọn nào cho chủ ngữ chưa? Chủ ngữ chưa? Đúng không? Chủ ngữ thì mình phải chọn nào. Bắt đầu nào này, nào này, nào này, có mỗi trồ đó không phải loại. Thế bây giờ mình xác định như nào nhỉ? Khi mà mình gặp nào đúng không? Đầu tiên mình xem là thằng nào là người, thằng này người đúng không? Thằng này vật đúng không? Thằng này vật đúng không? Hôm trước cô dạy bài nạn danh từ rồi, là mình phải chọn cái gì? Mình phải xét nào chỉ người trước. Nào chỉ người luôn đếm được, nào chỉ người luôn đếm được. Và luôn đếm được thì nó phải có một là ần hoặc là SES, nếu thỏa là chọn luôn. Chọn cái gì đây? Chọn câu B chưa? Trước tiên là chọn câu B đã, đúng không? Chọn luôn, thỏa là chọn luôn, không quan tâm những thứ khác. Bây giờ cô dịch nghĩa nhỉ? Environment là môi trường. Environmentalist là chuyên gia môi trường. Environmentalism là những người theo thuyết là bảo vệ môi trường đó các bạn nhé. Được chưa? Ha? Các bạn hiểu câu này không? 180 rồi kìa vô. Ok, tiếp. Câu 18 đi. Ui chết rồi, nó lại xoay xoay cái điện thoại ra. Chung là mua phải đồ đều rồi các bác ơi. Shopee đấy. Cái đồ livestream có mua trên Shopee đấy các bạn. Cái gì đấy, cùng Shopee pi 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 gì đó. Trời ơi, ám ảnh. Ám ảnh. Bảo anh ơi xong chưa? Cùng Shopee. Cô bị ám ảnh cái đó. Rồi, câu 19 này các bạn làm câu này đi. Thấy bắt đầu bốn động từ khác nhau rồi đúng không? Would order, ordering, orders, order, ed. Thế bây giờ bốn động từ khác nhau rồi. Thì bây giờ là thế cái gì? Kiểm tra xem có thì chưa? Có thì chưa? Cô ơi xong chưa ạ? Không có đồ để mặc. Cái gì hết đồ để mặc gì đó? Trời ơi, cho người ta giỡn tí đi ông ơi. Ông trả dừng phát cho tôi giỡn tí đi. Cho cô giỡn xíu. Nào có thì chưa? Các bạn chọn thì chưa? Có rồi đúng không? Là must first consult là có rồi. Vậy gì có rồi thì không chia thì nữa, mà chỉ chọn là in hoặc ed thôi. In hoặc ed là B hoặc C, B hoặc D thôi. Loại câu A câu C đi. Đúng không? Loại câu A câu C chỉ còn in hoặc ed thôi. Đằng sau mà nó có tân ngữ thì chọn in, còn không có tân ngữ thì chọn ed. Các bạn phải chọn câu gì? Câu B đó. Trời ơi, chọn sai quá trời. Rồi, bây giờ vào này. Anyone. Nếu viết rõ ra là who order. À, nó lên 9 rồi. Who orders extra supplies. Những người mà order cái này thì phải consult, tham vấn với cái nhân viên phòng tài chính đã. Thì khi rút gọn mệnh đề quan hệ, hôm trước cô mới dạy rút gọn mệnh đề quan hệ xong, thì khi mình rút gọn mà nó có tân ngữ đằng sau, mình chuyển về vấp in, được chưa? Các bạn chọn câu C, câu D là sai rồi. Rồi, chính xác. Rồi, tiếp tục nha. Có lên nổi 200 đây không các bác? Lên nổi 200 đây không? Không rồi, rớt rồi. Ok. Chưa được. Cô chưa thấy được 200 luôn á. Nói chung là cũng cho người ta vui một tí. Lên rồi à? Có ai chụp được khoảnh khắc đấy không? Tớ sẽ... Ai mà chụp được khoảnh khắc 200 chắc là tặng quà đi. Kỷ lục 200 rồi à? Hè hè. Rồi, câu 20. Câu 20 chọn câu nào đây? Bốn câu khác nhau không? Bốn câu động từ không? Chắc chắn là liên quan đến động từ rồi. Thế bây giờ này, that is dedicated to. Lạ quá đúng không? Em chụp rồi hả? Em chụp mang lên đây cô thưởng này. iPhone X rồi à? Ok. Ok man. Lên đây cô thưởng cho 10 cái luôn. Thích bao nhiêu, có bao nhiêu, có bấy nhiêu. Ờ ok. Bây giờ này mình thấy không? Be dedicated to. Các bạn nhớ cho cô cụm này nhá. Cộng với verb in có nghĩa là cống hiến. Các bạn nhớ nhá. Là be dedicated to verb in. Be dedicated to verb in. Be dedicated to verb in nha. Được chưa? Be dedicated to verb in. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Vậy thì chỗ này chọn câu nào? Câu A thôi. Be dedicated to verb in. Câu A chứ sao chọn câu B được đấy vậy? Hay hả? Rồi, he is one of the teacher. Anh ta là một trong những người giáo viên mà đã cống hiến làm cho học sinh yêu tiếng Anh hơn, đúng không? Rồi, chính xác. Tặng iPhone X đi bay mấy chế. Rồi, câu 21 nào.
Nói chung là cô thì tính hay giỡn, cô thì hay giỡn cho các bạn thoải mái khi các bạn học. Nhưng mà học thì vẫn đàng hoàng, mình vẫn học được kiến thức thì các bạn học rồi các bạn biết thôi. Còn thỉnh thoảng cho cô giỡn xíu cho gọi là livestream nó vui vẻ, các bạn cũng xem nó cũng vui đúng không? Rồi, vô nha. Rồi, câu 21 nào. Câu 21. Câu 21 lại là các dạng khác nhau của động từ. Bước đầu tiên luôn luôn là gì nhỉ? Nãy giờ nói luôn là gì? Kiểm tra có thì chưa? Có thì chưa? Có thì chưa? Có chưa? Có chưa? Các bác có chưa? Các bạn thấy có chưa? Có thì chưa nhỉ? Có thì chưa? Câu này này thì đây này, believe này, được chưa? 10 cái iPhone X luôn. Rồi, believe của thì trời ơi, chứ bây giờ tôi bán tôi đi 200 kìa mấy đứa. 200 kìa. 200 kìa. Ok. Rồi có thì chưa? Có thì rồi đúng không? Believe này. ID này. Có thì rồi thì không chia thì nữa, đúng không? Chỉ có chọn B hoặc D thôi, loại câu A, câu C. Loại câu A, câu C, đúng không? Bây giờ đằng sau có tân ngữ không? Không có tân ngữ, chọn câu gì? Câu D, đúng chưa? Thế thôi, làm đúng bước và ra thôi. Bây giờ nhá, cô viết rõ ra là nó sẽ là 53% của những người who were surveyed, những người được phỏng vấn, thì người ta tin rằng là những cái bùng nổ nhà ở nó sẽ tiếp tục năm trước đó, trong khi là 19% thì là sẽ tăng, mong rằng tăng trưởng nó gấp đôi, được chưa? Mất giọng mà cô khoái quá. He he. Rồi tiếp à. Rồi câu 22 nào. Tặng siêu xe luôn, tớ tặng các bạn siêu xe luôn, xe cần cầu, xe múc gì đầy đủ luôn ha. Nói chung mà cho tớ vui tí ha. Nói chung mà các bạn biết không, subscribe là đẹp lắm, nay có vài người coi hả, nhưng bây giờ lên đến 200 là cô vui lắm, cho nên phải cho cô vui đi ha. Cô tiếp tục câu 22. Câu 22 nào. Ê sao nó cứ méo méo ấy nhỉ? Câu 22 nó méo méo nhỉ? Câu B hả? Các bạn chọn câu B hả? Bây giờ vào nha. Vào nha. Rồi, sai rồi. Mấy đứa chọn câu B này. Rồi, bắt đầu vào nghe đây. Câu này rất dễ bị nhầm luôn. Vào này. Bây giờ thấy giống nhau là khác đuôi rồi. Về loại từ đúng không? Loại từ này. Bây giờ nhìn vào này. Xin chào Ly Bảo. Trời ơi, Ly Bảo đã xuất hiện. Ok, nhìn này. Chỗ trống đúng không? Đúng không? Nhìn ra đằng sau trước. Monthly là tính từ nha, không phải trạng từ. Budget report, các bạn phải nhớ nhìn cho tới hết cụ, chứ không được nhìn mỗi cái này hết. Tại sao các bạn cứ đến đây là các bạn dừng vậy? Các bạn nhìn ngược lên nó it's, đúng không? It's, đúng không? Thế bây giờ nguyên một cụm này, chỗ này mình đến gì? Tính từ. Tính từ có thể nằm được cạnh tính từ nha. Vậy tính từ là những thằng nào nhỉ? Câu C hoặc câu D, đúng không? Thế bây giờ nha, khi mà mình gặp tính từ phân từ là in hoặc id, luôn luôn xét nghĩa bị động hoặc chủ động trước đã. Revise là được coi lại, được xem xét. Thế bây giờ cái bản báo cáo này nó được coi lại hay nó tự coi lại? Đúng không? Đúng không? Là cái gì? Ok, cô sẽ dịch luôn. Vậy thì các bạn phải chọn bị động là được coi lại chứ. Là phải câu D chứ. Bây giờ này, bất cứ cái bộ phận nào mà chưa nộp, turn in là nộp nha. Turn in là nộp, xin chào Nhật Minh. Nộp cái gì? Nộp bản báo cáo ngân sách hàng tháng mà cái bản đó đã được xem lại ấy. Thì phải nộp cái bản đó trước cái cuối tuần này, được chưa? Các bạn nhá, các bạn nhớ nhìn là nguyên cụm. Còn lúc nãy tại sao các bạn nhìn vào phát các bạn chọn luôn là revision vậy? Tại vì sao? Chỗ này các bạn nhìn không kỹ là chỗ report này nè. Report này nó là now rồi, đúng không? Nhìn kỹ vào nha. Và nhớ monthly là tính từ chứ không phải trạng từ, đúng chưa? Tính từ chứ không phải trạng từ. Rồi, ok nha. Buồn quá. Buồn quá, sai câu này buồn quá, tào lao quá. Câu 23 đi. Câu 23 này, câu 23 này cũng là một cái câu hay này. Các bạn có thể học được nhiều từ cái câu 23 này. Các bạn vào nhá. Rồi, câu 23 đi. Câu 23 nào. 201 rồi hả? Ý, sao cô nhìn thấy nhỉ? Sao các bạn nhìn thấy ta, cô không nhìn thấy nhỉ? Rồi, bây giờ vào này. Bây giờ vào này. Có người chọn D rồi. Rồi, các bạn chọn câu gì? Câu 23, các bạn chọn câu gì? 23A. Trời ơi, nói chung là rất nhiều người sai nha. Ôi trời ơi, bây giờ vào này. Bây giờ vào, cô nói nha. Chỗ này là về loại từ rồi, chắc chắn là về loại từ, khác nhau cái đuôi. Nhìn chỗ đằng trống. Thì các bạn nhìn này, cái này các bạn mình học cao lên mình phải phân biệt được nha. Affiliated with, nói chung là các bạn có thể dùng with ở đây cũng được. Nhưng mà thực ra cái từ affiliated này này, nó đang là một cái động từ được rút gọn rồi, ed rồi, để nó sang một bên, tức là ngắt ở đây luôn. Ngắt ở đây, rồi bắt đầu nhìn ngược lên. Employs có phải vấp không? Sau vấp có phải là tân ngữ không? Tức là now không? Đúng không? Thế cuối cùng mình chọn now không? Đúng không? Cuối cùng mình chọn now không? Cuối cùng là cụm mình phải chọn now. Now bây giờ mình chọn bỏ câu đây đi nha.
Bỏ câu đen đi nha. Bỏ câu đen đi nha. Được chưa? Tại vì nó có ly mà, đúng không? Đúng không? Yeah, 208, 210. Ok. Bỏ câu đen đi tại ly này. Nhưng mà tuy nhiên ba thằng này đều là nào? Ba thằng này đều là nào cả? Nhưng mà nghĩa nó khác nhau và loại từ nó khác nhau. Professional là danh từ chỉ người, có nghĩa là chuyên gia. Có nghĩa là chuyên gia. Được chưa? Tập trung câu này nha. Profession có danh từ chỉ vật, có nghĩa là nghề nghiệp. Nghề nghiệp. Còn câu C thì sao? Cũng là danh từ chỉ người nhưng mà số nhiều thôi, chuyên gia thôi. Thế bây giờ cô dặn các bạn rồi, nếu nó xuất hiện là vật và cả người thì phải xét người trước, đúng không? Là câu C hoặc câu A. Nếu người có S hoặc IS hoặc là ờ ẩn thì nó sẽ thỏa. Vậy câu C là nó thỏa luôn điều kiện của mình rồi. Thỏa luôn điều kiện của mình rồi, đúng không? Là câu C rồi. Nên các bạn chọn câu C cho cô. Câu này là phải làm như vậy. Các bạn nhớ nhá, nhắc lại này. Câu A là người, câu C cũng là người, nhưng câu A người nhiều. Người thì luôn nếm được, danh từ người luôn nếm được. Phải chọn một là SES hoặc là ờ ẩn. 223, 229 rồi. Yeah. Vô, trời ơi cảm giác như 230, 34 luôn. Ôi, vui quá mấy đứa. Rồi, bây giờ vào này. Quay lại. Nào, vậy thì cái trung tâm này nó làm sao? Nó thuê chuyên gia chăm sóc sức khỏe chứ, phải thuê người chuyên gia chứ. Làm sao mà thuê cái gì? Thuê gì? Thuê nghề nghiệp được, phải là thuê chuyên gia. Mà chuyên gia người của mình là phải có SES hoặc là ờ ẩn ha. Được chưa? Các bạn hiểu câu này chưa? Câu này cực kỳ dễ sai. Mà các bạn chọn luôn câu ly mới lạ chứ, trời ơi mấy ông chọn câu ly. Cô vui à? Nói chung là ha, vui mà. Rồi. Em tưởng không, không có đâu em ơi. Cái này rất là dễ rất là dễ bị lừa. Bây giờ cô chỉ cho em tại sao mà cô không chọn câu ly nha. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn này. Healthcare này này, nó không đầy đủ. Employ cái gì? Các bạn có thể dịch ra này. Các bạn phải xét từ đầu ngược lại đằng trước cả đằng sau nhá. Mình nhìn cho cẩn thận. Chứ mình không chỉ nhìn một cái bảo à đây là verb by ed chọn ly bổ sung không được. Mình phải xem là à employ verb. Verb nhưng mà verb nó nghĩa là gì? Tuyển dụng đúng không? Tuyển dụng. Healthcare là chăm sóc sức khỏe. Bây giờ làm sao mà tuyển dụng cái chăm sóc sức khỏe được? Phải là tuyển dụng người chăm sóc sức khỏe chứ, đúng không? Hề hề, 200 rồi, 230 mấy rồi. Yeah, nói chung là cũng vui vui. Câu 24 đi, câu 24 này. Các bạn chọn câu 24 cho cô. Câu 24. Câu 24 đi. Câu 24 nào. Học mẹo thế này hả? Đây đâu phải mẹo đâu em. Đây đâu phải mẹo đâu Dũng ơi. Ủa? Cô đâu còn nói mẹo gì đâu. Đây chỉ là cái kiến thức, xong rồi cô thống kê lại và cô làm cho nó dễ hiểu thôi, chứ không phải là mẹo gì đâu nhá bạn nhá. Tức là sau động từ thì đương nhiên là mình phải chọn tân ngữ rồi. Hả? Cô tin mà. Các bạn thấy là có giống mẹo không? Mà cô đang dạy các bạn mẹo hả? Cô đang dạy kiến thức mà. Tại vì em nhớ theo dõi cả những cái livestream trước của cô nha. Tại vì 24 sai nữa em ngủ luôn à. Trời ơi tôi lại ông á ông. Rồi vào này. Sales này. Bây giờ đứng đầu tiên đầu câu là phải chọn chủ ngữ. Chủ ngữ là cái gì? Chủ ngữ là cụm danh từ đúng không? Danh từ cuối cụm danh từ là mình phải chọn danh từ rồi. Tức là mình đang cần danh từ. Thế bây giờ các bạn phân vân giữa câu nào? Câu nào? Câu A, câu C, câu D đúng không? Nhưng tuy nhiên các bạn nhớ cho cô một cụm mà các bạn cô nói với các bạn rồi. Là sales representative. Representative. Representative này là gì nhỉ? Là danh từ chỉ người đó, có nghĩa là đại diện đúng không? Đại diện đó đúng không? Rồi ok, vậy thì mình sẽ có câu D đúng không? Không, cô không có ý gì đâu nhưng mà cô không nghĩ đây là mẹo. Tại vì cái này là cô chỉ giảng nhanh tại bữa trước cô đã giảng rồi ấy. Chứ mẹo thì cô không biết mẹo đâu. Hơi bối rối tí. Xin lỗi nhá. Rồi, câu D này. Vậy thì sao này, chỉ người thì đương nhiên danh từ chỉ người luôn đếm được. Các bạn làm đúng rồi đó. Hơi bối rối tí. Luôn đếm được thì mình phải có S hoặc ES hoặc là ẩn. Thì có câu D là có SES nó lại càng hợp với cái thằng A đằng sau nữa. A đằng sau nữa. Đấy, cô đang nói này công danh. Đằng sau, động từ to be là số nhiều, động từ to be số nhiều. Cho nên nào đằng trước cũng phải số nhiều không? Đúng không em? Vậy thì đằng trước số nhiều thì chỉ có câu D mới thỏa thôi. Câu A không phải luôn ha. Câu C thì là danh từ chỉ người thật, nhưng mà nó là số ít, cho nên mình phải chọn câu D ha. Các bạn học các bạn có hiểu không ạ? Hôm sau cô sẽ ôn lại cho các bạn nữa nhé, các bạn yên tâm nhé. Chứ cô cũng không dám chỉ mẹo đâu. Tại vì mẹo có cái này cái kia. Còn những cái mà cô chia sẻ thì là cô thấy nó đúng nhiều lắm rồi, cô mới dám chia sẻ ha. Yên tâm nhé. Học sẽ ổn và tới thi 700 cũng những cái này thôi. 700, 900 như này thôi. Tôi đi thi tôi cũng từng này kiến thức tôi cũng 900.
trên 900 thế thôi là được nhá. Đừng hoang mang. Cả hai từ đều thêm S hả cô là sao? Tức là ấy, nếu mà nó có SES thì mới chọn được danh từ chỉ người nhá, hoặc là có ở ẩn nhá. Ở ẩn là ở trong câu đề á. À, nhưng mà đằng sau trong câu đề của câu 24 thì nó câu động từ to be are rồi, cho nên là nó phải là số nhiều nha, công danh. Up đề lên trước hả? Ok. Không, cái này thực ra cũng không phải tip đâu, nói chỉ tip thì nghe nó kiểu vậy thôi, cách mình gọi thôi, nhưng mà thực ra là kỹ năng làm bài, mình nhìn như nào thôi. Chứ còn ngữ pháp cũng chỉ vậy thôi. Cô có up lên mà. Mấy đứa nhá, ở trong cái gì nhờ, quên rồi. Trong cái link ở trên á. Như mọi lần các bạn xem là nó có up bài đầy đủ từ bài 1 đến hôm nay luôn á. Cho nên các bạn đau rồi, các bạn đủ để học rồi. Câu 25 đi. Câu 25 D. Ừ, Lê Bảo đã chọn câu D. Bây giờ mình xem nha, câu 25 dịch nghĩa này. Form là hình thành. Hình thành, đúng không? Câu D repeated đấy, chẳng phải vấp đâu. Rồi, lặp lại, đúng không? Lặp lại. Rồi, follow là theo. Còn cái này là cạnh tranh. Rồi, Lucy a 3 years old. Một con chó. Đây là Terry á. Terry là con chó giống cái gì, cô không nhớ là giống gì nữa, chắc là to lắm. Rồi, against như nào đó, 23 con chó khác để thắng trong cái cuộc gì đó, ở dog show này. Vậy thì làm sao? Cạnh tranh, đúng không? Chống lại là cạnh tranh. Chính xác là câu này về thuần về từ vựng thôi, mình dịch thôi. Vậy con chó Lucy này, một con chó 3 tuổi, nó đã đánh bại những con chó khác, 23 con chó khác để nó thắng trong cái cuộc thi chó lần thứ 18. Rồi, nói chung là tớ yêu chó yêu mèo. Bạn nào mà hội yêu chó yêu mèo về đây với tớ. Câu 26 các bạn làm nào. 26 các bạn ơi. 26. Rồi, 26 nha. Mình thấy là cũng bắt đầu ngữ pháp rồi. Perform ED, perform in, performance, perform là giống nhau rồi. Ngữ pháp rồi đúng không? Mình nhìn lên cho cô là be này. Sau be hay là will be gì? Các bạn rất hay có cái tật là các bạn 6 be, cái will be các cộng luôn vấp 3 ED, cái là sai nha. Sai lầm nha. Nhớ là be cũng có thể cộng với cả vấp in hoặc là vấp 3 ED nha. Nếu nó chủ động á thì nó vẫn là vấp in, còn vấp 3 ED là bị động, được chưa? Câu này á. Rồi, tiếp cô chó sang kiểu cô chấm. Không được nói bạn như vậy. Hư. Rồi, bây giờ này, các bạn thấy này, mặc dù trong này cô thường nói với các bạn là các bạn thấy có tân ngữ thì thường nói chủ động đúng không? Nhưng không may thay là thằng vấp này, thằng vấp B á, câu B á, perform ấy, nó vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ nha. Nó cả hai, nó vừa là nội vừa là ngoại động từ luôn. Ngoại động từ, được chưa? Cho nên trong này này, cái này á, một là các bạn theo là nhớ là nội động từ hoặc ngoại động từ. Hai là các bạn vào đây cho cô xem này. Cái đội gì đó, cái đội orchestra là cái đội hòa nhạc gì đó từ Belarus sẽ biểu diễn tuần tới. Thế bây giờ những người này biểu diễn chứ làm sao bị biểu diễn được, đúng không? Cho nên mình càng phải chọn câu B nữa, không thể chọn được câu E đi. Các bạn nhớ nhá. Phước ơi, em phải nói là I am a fan of Husky thì mới đúng. I am a fan of Husky. Được chưa? Cô là I am a fan of Alaska. Trời ơi, cô là trong lòng cô là Alaska nè. No. Chiếm ngồi, xoán ngồi. Câu 27. Các bạn làm câu 27 nào. Câu 27 đi. Câu 27 nào. Risking. Rồi, bắt đầu cho làm ha. Các bạn làm đi xong mới dạy câu này. Câu này cực hay. Câu này hay, các bạn có thể học được nhiều điều nha. Phan ơi, em chọn câu đấy B là câu nào á? Câu 26 hay 27 á? Rồi, câu 27 là một câu hay, khá là hay nha. Các bạn làm cho đã có đáp án là 27A. Các bạn khác thì sao? Trà Dương Phát B. Pin em đi. Khẩu hiệu của công thuận đặng là ấy. 3 đều 1 tiếng rưỡi. À ok, cô giảng. Còn các bạn bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha. Đây cô giảng đây, cô xin lỗi. Rồi bây giờ câu này, in đúng không? Giới từ cộng tính từ hoặc cái gì nó nhầm ở đây? Vấp in hoặc là noun phrase. Thế bây giờ nhá, vào này, vào các bạn phải xem cho cô là noun phrase hay là vấp in, được chưa? Cái risking management là không phải rồi. Không phải rồi. Risking là mạo hiểm đúng không? Mạo hiểm về cái sự quản lý là không phải. Thực nó phải xem nghĩa, câu này phải xem nghĩa nha. Rồi, không phải câu D đâu nha. À, xem nha. Câu này phải cực kỳ xem nghĩa, bởi cô nói là câu này khó mà. Bây giờ tiếp này. Một là các bạn chọn cái gì? Các bạn sẽ chọn B nhiều đúng không? Các bạn sẽ chọn câu B nhiều để bổ sung nghĩa từ management đúng không? Nhưng mà rất không may thay.
đây không phải là đáp án đúng. Bởi vì nếu các bạn để tính từ risky management thì cái sự quản lý này nó rất là rủi ro. Quản lý này nó mang tính rủi ro. Được chưa? Tức là nó không có an toàn. Tuy nhiên thì câu đúng phải là câu A, tức là câu risk management. Các bạn học được thêm một cụm cho cô là từ risk management. Risk này là danh từ nhá, risk danh từ. Management là quản lý rủi ro, ngành quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro. Rồi, trời ơi, mà em còn 1% mà. Rồi này, vậy thì các bạn này, các bạn phải dịch các bạn mới thấy này. Làm việc trong ngành sale hơn một thập kỷ thì ông này bây giờ muốn theo đuổi cái ngành nghề gì? Ngành nghề quản lý rủi ro chứ. Chứ không phải là ngoại quản lý mà mang tính rủi ro được, mà quản lý những cái rủi ro của một doanh nghiệp. Tức là ví dụ như doanh nghiệp có thể xảy ra những cái nào nguy hiểm là mình sẽ quản lý cái đó, mình lường trước cái đó được ha? Được không? Nha, N với N nha, quản lý mang tính rủi ro. Cô thấy em là đúng thế chưa? Em giỏi ghê. Đúng, chính xác. Rồi câu 28, tuyên dương bạn Công Thuận đã. Rồi vỗ tay. Câu 28 nào các bạn ơi. Hình như câu này cô giải rồi hay sao à? Vậy hả? Cô cũng không nhớ nữa. Nhưng mà cô thấy hay, câu này hay. Thì các bạn sẽ có hỏi học được nhiều. Tại vì rất nhiều bạn vẫn chọn sai đấy thôi. Các bạn vẫn chọn in hoặc là các bạn vẫn chọn risky đấy thôi. Gặp câu này mà không kỹ là chết ngắc luôn. Câu 28 này. Câu 28. Có mấy câu hay hay thì cô bỏ lại cho các bạn làm ha. Rồi, thế bây giờ này, for này nó tương tự đúng không? Thì không thể nào she được, tại vì she là chủ ngữ. Chủ ngữ, đúng không? Herself cũng không phải được luôn. À xem nào, câu 28A. Risky là tính từ nha em. Risky là tính từ. Thế các bạn xem này. Bà này, đồng nghiệp của bà Grizzly này, người mà phát hiện ra cái her birthday. Her birthday, thế her này là ai? Đồng nghiệp của bà Grizzly, người phát hiện ra sinh nhật của bà Grizzly đấy, đúng chưa? Là vào ngày thứ năm thì đang chuẩn bị một bữa tiệc cho ai? Cho bà ta, cho cái bà Grizzly này, đúng không? Chứ không thể nào mà cho chính cái người đồng nghiệp này, đúng không? Phải chuẩn bị cho bà Grizzly. Vậy thì phải là câu A cơ các bạn nhé. Các bạn không thể nào chọn câu C hoặc câu D được. Câu A mới đúng nha. Câu A mới đúng nha các bạn nhé. Rồi tiếp nào. Hỏi lộn thế à? Rồi làm thêm một vài câu nữa nha, cô cũng khản giọng á. Hôm nay khoái quá, cái cười nhiều. Xin lỗi nha, còn bạn nào hôm nay mới vô xem cô livestream lần đầu thì đương nhiên sẽ hơi sốc một tí ha, hơi sốc một tí. Rồi bây giờ vô này. Câu 29. Rồi, câu 29 nha. Bắt đầu bác bảo các bạn vào đây này. Các bạn thấy là đuôi nó giống nhau rồi, mình không có ấy nữa, bây giờ mình vào xem thôi. Ừ, bây giờ vào xem đi các bác ơi. Các bác câu này cũng hay phết đấy. Rồi này. To là mình ngừng, nhìn ngược lên ẩn đúng không? Tức là chỗ này mình phải điền nào, phải không các bạn? Nào, có những từ nào là nào nhỉ? Các bạn chọn đi. Câu 29 các bạn làm xem nào. Đó, đó, rồi. Các bác đã dính bẫy rất nhiều. Cực kỳ nhiều người đã dính bẫy. Các bạn Võ Chí Thành là bạn rất là sáng suốt này. Ừ, nói chung là các bạn dần dần quen với kiểu của cô đi chứ cô không sửa được thùy mị đâu. Ha, nhưng mà cô kiểu vậy đó. Rồi, bây giờ vào này. Nào đúng không? Nhưng mà cơ mà tớ nói cho các cậu này, có mỗi câu C không phải là nào thôi. Còn câu A, câu B, câu D đều là nào hết, nhưng nó khác nghĩa nhau. Rồi, lần này cô không tin em được rồi. Cô không tin em lần này được rồi. Directive của mình này. Directive của mình có nghĩa là chỉ thị nha, chứ không phải là các bạn thấy ít các bạn bảo là tính từ đâu. Director là đạo diễn hoặc là giám đốc. Câu D thì là chỉ dẫn. Thế bây giờ nhá, nó không còn đơn thuần là việc danh từ nữa, mà nó đơn thuần là gì? Thấy A, B, D đều là danh từ mà nó khác nghĩa nhau, bắt buộc chuyển sang dịch nghĩa. Chuyển sang dịch nghĩa này, công ty, nhân viên cấp cao của công ty thì đưa ra một cái gì đó chính thức để được tuân theo bởi tất cả những công nhân ở trong cái phòng ban này. Thế bây giờ đưa ra cái gì? Đưa ra một ông đạo diễn, đưa ra giám đốc, hay là đưa ra chỉ dẫn, hay đưa ra chỉ thị? Đưa ra gì nhỉ? Đưa ra chỉ thị. Tại sao không chọn câu D này? Chỉ dẫn này, chỉ dẫn về đường á. Hoặc là hướng dẫn làm cái bài gì đó. Chứ mình không có bắt ai phải tuân theo cái này. Hướng dẫn thôi, người ta tuân theo thì không theo, không theo thì thôi. Nhưng cái này là phải được follow bởi tất cả official. Được chưa? Nha, tiếp tục. Câu 30, làm câu cuối cùng nào. Gắt hả? Câu 30 đi. Câu 30 thấy không? Thấy mấy câu sao sai chưa? Trời ơi, không làm là hôm sau làm mấy dính câu này chắc chết luôn đó. Câu 30.
Trời ơi, Minh Hạnh dễ thương quá à. Cái comment của bạn ấy dễ thương quá. 30A đi ngủ thôi. Trời ơi, ngủ gì mà sớm rồi, mới cái 8:53 thôi Ly Bảo ơi. Rồi, bây giờ vào này. Rồi, bây giờ nha, cái này phải làm cho kỹ à. Đúng rồi, công thuận đạt. Cô có thể tin em lần này rồi, chào Thái Thịnh. Câu 30, rất nhiều người chọn câu B. Khổ khổ. Thế bây giờ SS này, SCS đó, mình có thể chọn được cả tính từ, có thể được chọn cả trạng từ đúng không? Trạng từ đúng không? Rồi bây giờ nhưng mà mình vào xem là tính từ hay trạng từ đây. Bây giờ mình dịch nghĩa một xíu đi. Ha, SS là mình loại câu B câu C rồi đấy, bây giờ còn câu A câu D thôi. Bây giờ vào này. Mr. Watanabe, ông Watanabe muốn ở một cái khách sạn mà cái khách sạn đấy càng gần với cái trung tâm convention này càng tốt, càng gần chứ không phải là càng một cách gần, càng gần, ở gần, đang nói về vị trí thì phải chọn câu gì? Câu A, đúng rồi, đây là nói về vị trí là ở gần ha. Gần, cái này là tính từ nha. Tính từ hoặc là verb luôn nha. Được chưa? Ở gần, gần này. Nó giống như từ near đó. Đó. Nhưng mà near thì là sát bên cạnh, ví dụ near với close nó khác nhau như này này. Ví dụ đây là cái nhà A. Đó, near là sát cạnh luôn, gần gần đó. Nhưng mà close là ví dụ cũng hơi xa xa một tí nhưng cũng ở trong khu vực đó thì gọi là close, được chưa? Phải chọn câu A nha, chứ không thể chọn câu D được nha. Hiểu không? Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành với cô livestream ngày hôm nay. Cô đã làm cho các bạn 30 câu bài tập tổng hợp. Còn bạn nào mà mới tham gia lần đầu tiên ý, thì các bạn xem lại những livestream trước nha. Tại vì những livestream trước là cô dạy đã rất kỹ những chủ đề rồi. Cô dạy được 8 chủ đề rồi hay sao ấy? 7-8 chủ đề gì đó. Thì các bạn xem lại, đều là những chủ đề rất là quan trọng. Thì hôm sau cô sẽ tiếp tục dạy chủ đề tiếp. Sau đó cô lại cho bài tập tổng hợp. Và sau đó mình sẽ chuyển qua giải đề và bày cho các bạn cách nghe nha. Được không? Đồng ý không? Em bấm lộn hả? Nguyễn Minh Nhật đã tham gia, trời ơi, người ta xong rồi mới tham gia. Em đi sạc pin đây. Người cảm ơn, bye bye mọi người có thấy hiểu không ạ? Mọi người học có hiểu không? Hiểu thì comment cho cô của câu động viên, có hiểu không ạ? Mọi người học có hiểu không? Lần đầu tiên em xem luôn hả? Nguyệt Lê lần đầu tiên em xem à? Em xem lần đầu tiên chắc là hơi sốc một tí. Tại vì cách nói chuyện của cô thì không giống các cô khác. Mỗi người có một cái đặc điểm á ha. Cô thì hơi nho nho một xíu, nhưng mà kiểu vậy á. Rồi, sai tờ lê, hôm sau cô sẽ livestream vào thứ 3, thứ 4, thứ 7. Thứ 3 với thứ 7 thì là 7:45, cái này về chuyên về TOEIC nha. TOEIC, được chưa? Còn thứ 4 này là 9:15 là chuyên về Anh văn giao tiếp. Các bạn đón xem nha. Mai có live, mai có. À, lần đầu em xem em mơ hồ. Đúng rồi, mơ hồ là đúng rồi. Tại vì bài này là bài tổng hợp sau 8 chủ đề cô đã dạy mà. Em về em xem. Tại vì ở trên này cô có để cái gì ấy quên rồi. Để cái tài liệu ở trên trong cái link các bạn download về. Tại vì sẽ soạn từng buổi rồi đó. Ha, giải nghe à. Em ơi, nghe khó lắm. Tại vì nghe nó ấy á. Nghe nó sao? Quên rồi. Nghe nó lag ấy. Sao mà giải được. Chứ cô cũng muốn dạy các bạn nghe lắm, tại vì có những cái bí kíp luyện nghe mà cô thấy là nó cũng khá là hay và cô muốn chia sẻ với các bạn, nhưng mà nó rất là khó làm dạy qua mạng, tại vì cái file nghe nó chạy không được và nó sẽ ấy mất. Ừ, em học tiếp, mai kiểm tra, cô rất là tin em nha. Dỗ Minh Dũng, mai canh me xem. Ồ, Dũng ơi, cô nhớ là cô không có dạy mẹo đâu. Thực ra cô không dạy mẹo đâu, cô chỉ đúc kết kinh nghiệm của bản thân để cho bạn làm dễ dàng hơn thôi, chứ nói là dạy mẹo thì cô không có mẹo để dạy, tại vì cô ngu mấy cái mẹo lắm nha. Cảm ơn Bùi Thu Thủy, cảm ơn. Rồi, mai canh me xem nha. Rồi, hẹn gặp ngày mai. Ngày mai thì cô sẽ thiên về ngữ pháp dành cho giao tiếp. Nhưng các bạn cũng yên tâm nha. Và bên cứ thứ tư ấy, thì cô sẽ dạy giao tiếp. Thứ tư cô sẽ dạy em văn giao tiếp dành cho những người mới cơ bản hoặc bắt đầu rồi đó. Tức là tạo nền cho các bạn, để các bạn đi học trung tâm hoặc cái gì đấy nó cũng không có bị mất gốc. Còn thứ ba, thứ bảy là TOEIC, mà học TOEIC kể cả online, bạn nào mà học được ở nhà chịu khó làm bài ấy, thì đảm bảo là thi ngon lành, thề luôn ha. Cô ơi, hôm nay là lần đầu em vào xem, đây là buổi thứ mấy? Đây là buổi thứ 8 rồi. Đây là buổi thứ 8 trong cái chuỗi livestream học TOEIC rồi. Cho nên là em chỉ cần lục lại thôi. Tí nữa thì cô sẽ sắp lại nó thành một cái chủ đề á, giống kiểu như vào là nó bài 1, bài 2, bài 3 á, là nó đầy đủ cho em. Em xem từ bài 1 trở đi em sẽ hiểu hơn. Tại vì đây là bài tập tổng hợp á, cô không có dạy nha. Believe in me hả? Thank you. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Bây giờ là 8:57 rồi. Good night everybody. Ủa, mai là 9:15 nha. Mai, tại vì cô có 2 lớp, cô dạy 2 lớp cho nên 9:15 cô mới live được. 9:15 cô live đến khoảng 10 giờ tối ha.
Các bạn tham gia cho con vui nha, tại vì cũng vừa được học được nhiều này, chứ 9:15 còn lại một mình cô ở trung tâm hiệu quạnh để livestream cho các bạn xem đó ha. Bye bye nha. Bye bye Tuyền Phạm, bye bye mọi người. Bye bye, cảm ơn mọi người đã lắng nghe ngày hôm nay ha. Em tìm mấy bài chứ em Dũng ơi, em tìm xem đi, tại vì em xem thì em sẽ thấy cô không có chỉ mẹo đâu, cô sẽ chỉ đúng cái kiến thức luôn. Xem kỹ lại, và ví dụ như bạn nào mà có vấn đề gì á, có vấn đề gì mà không hiểu á thì cứ inbox hỏi cô nhá. À, hôm nay là cô bất nhiệt tình nữa, tại hôm nay cô hơi mệt, tại hôm nay cô hơi đau miệng ấy. Các bạn, cô comment này, rồi các bạn có vấn đề gì học hoặc là không hiểu câu nào thì inbox cô ha. Ok, ngày mai, sáng mai cô sẽ sắp xếp lại cho nó đúng cái buổi á. Còn bây giờ cái tài liệu thì ở trên link ở trên là có tài liệu, các bạn vào xem là đầy đủ buổi, đầy đủ bài tập luôn á. Cô sắp lại rồi, đăng lại, giữ giọng hả? Bye bye mọi người, yên tâm đi. Trừ khi mà cô mất hẳn giọng thì cô sẽ ngừng livestream. Hôm nào mà cô ốm thì sẽ có những cô khác, cô bệnh ấy, chứ không phải cô gầy đâu. Cô bệnh ấy thì sẽ có những cô khác có thể thay thế, thì các bạn vẫn đón xem nhá. Thì cái này chỉ là nói thôi. I will always by your side. Ghê à? Ghê vậy? Bye bye, khoái rồi đấy nha. Khoái rồi đấy nha. Ôi anh Đào bây giờ mới tham gia à? Anh Đào đi về quê rồi nè. Rồi bye bye mọi người. Bye bye nãy giờ lại, thấy không? Thấy lưu luyến, luyến tiếc không? Không nỡ bye bye. Trời ơi. Bye bye nha. Goodbye.